no longer a distant future we dream of. It has become an indispensable part of our daily life. Không biết nói gì nữa luôn. Đó mọi người thấy không? đó dễ. Nó dễ thiệt luôn. Nó dễ thiệt luôn. Không giỏi tiếng Anh nhưng mà vẫn muốn làm video hướng về thị trường nước ngoài. Đó chính là cái câu hỏi mà trước đây mình rất là mệt khi mà suy nghĩ về nó. Mình làm những cái video content ở nội dung tiếng Việt thì rất là dễ, rất là lưu loát, nhưng mà nghĩ đến cái câu chuyện mà đưa nó ra nước ngoài á thì mình lại hơi ngập ngừng. Mọi người có bị như vậy hay không? Nếu như có thì rất là may cho các bạn là trong video này mình sẽ giải quyết được vấn đề này cho mọi người cũng như là mình cũng đã dành hết mấy ngày trời. Mọi người thấy không? Cái video gần nhất của mình là 4 ngày trước và thật sự là mình đã dành hết 3 ngày đó để mà tìm ra cái phương pháp ngồi tại Việt Nam mà vẫn làm được nội dung nước ngoài rất đơn giản và dễ dàng. Mọi người biết đó là cách gì không? Xem đến hết cuối video này đi, bạn sẽ có câu trả lời rất rõ ràng và chi tiết về cách làm luôn nha. Đúng ra là mình bản thân mình nhưng mà đối với cái bản tính của mình thì mình quyết định là chia sẻ cho mọi người luôn. Chúng ta hãy cùng nhau làm một cái kênh hướng về thị trường nước ngoài để coi độ hiệu quả nó như thế nào nha. Xin chào các bạn, mình là Dương, mình rất đam mê kiếm tiền online và mình đã có rất nhiều những cái video, bài viết chia sẻ về chủ đề kiếm tiền online và mình đã giúp được rất nhiều bạn tiếp cận với những phương pháp kiếm tiền online mới, hiệu quả, an toàn. Và trong video này, mình mong rằng đây cũng chính là một cái video hữu ích đến với mọi người. Và trước khi đi vào phần video này, nếu như bạn quan tâm đến những cái chủ đề mà mình đang chia sẻ thì bạn hãy bấm like và subscribe cho kênh của mình để không bỏ lỡ bất kỳ những cái video nào mà mình sẽ xuất bản trong khoảng thời gian tới nha ok let's go chúng ta sẽ đi vào cái bước đầu tiên chính là xây dựng về nội dung xây dựng về nội dung thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng là chat GPT như mọi người không còn lạ gì với anh em nữa rồi đúng không nếu như mọi người chưa có tài khoản chat GPT thì mọi người hãy bấm vào ở trong cái đường link này và cái may note này thì mình sẽ để luôn ở dưới cái phần mô tả đó thì mọi người hãy bấm vào để là lấy cái may note này để mọi người hệ thống hóa kiến thức được tốt hơn nhé và đối với cách làm video này á mình sẽ hướng dẫn về một cái chủ đề bất kỳ rồi và bây giờ mình sẽ lấy một cái ví dụ là mình sẽ bảo ChatGPT á là viết cho mình những cái ứng dụng trí tuệ AI và đời sống hiện nay. Đó, thì cái này là một cái chủ đề mà mình à, mình lấy làm mẫu cho mọi người xem thôi, được chưa? Còn mọi người có thể là ứng dụng nó vào những cái chủ đề khác, những cái content khác cũng được nha và mình bảo nó viết cho mình một cái bài dài với văn phong của một người kể chuyện truyền cảm để là nó viết cho nó hay hơn thôi thậm chí là mọi người có thể là yêu cầu nó viết theo cái văn phong của một cái một cái tác giả nổi tiếng đó, nào đó cũng được nha rồi thì ngay lập tức là nó sẽ trả lời cho mình và tiếp theo là mình sẽ yêu cầu cái con chat gpt này nó sẽ là english shop tức là dịch sang tiếng anh sub sang tiếng anh cho mình nha đó thì mình sẽ dùng câu lệ như sau song ngữ việt anh cho mỗi cái câu ở đoạn trên giúp mình đó. Đó như vậy là mình đã chuẩn bị xong về cái khâu là văn bản song à, ngữ để mà mình biết thì cái này nó sẽ cực kỳ lợi cho những bạn mà không rành về tiếng Anh được chưa? Rồi và thứ hai là chúng ta sẽ chuyển văn bản thành giọng đọc. Thì cái bước thứ hai này siêu đơn giản luôn. Cái công cụ Creado AI hoặc là Typecast AI mà mình đã nói trong vài cái video gần đây nhất của mình. Đó, thì mọi người có thể là sử dụng hai công cụ này để là chuyển văn bản thành giọng đọc hoặc là mọi người có thể là sử dụng sẵn cái chức năng text to speak có sẵn ở trong cấp kết à, tới cái phần edit chỉnh sửa thì mình sẽ hướng dẫn kỹ hơn về cái vấn đề này nha ok rồi Bây giờ mọi người tạm thời coi như là cái phần này đã xong rồi đi. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái bước thứ ba. Bước thứ ba là chúng ta sẽ quay video nói bằng giọng Việt, không cần hay vấp cũng được. Thì đối với cái việc quay cái video bằng ngôn ngữ Việt Nam á, giống như là những cái video mà mình đã từng làm rồi đó mọi người. Cái đặc điểm của cái việc làm này là mọi người không cần phải trau chuốt, tức là mình nói vấp cũng được, không vấn đề gì cả, tại vì cái phần đó mình sẽ cắt nhanh qua và mình sẽ cho nó làm nền ở bên dưới. Nên là người nước ngoài họ nghe, họ nghe, họ không hiểu mình nói tiếng Việt như thế nào cũng không quan trọng. Đó, và cái tiếng đó cũng đã được cho thấp nhẹ xuống cái này nó giống như là mọi người xem phim thuyết minh vậy đó có mọi người thấy không có cái ông tiếng trung quốc đúng không cái tiếng của ổng thì nó thấp hơn còn cái tiếng mà lòng vào thì nó to hơn đúng không đó thì cái ý tưởng của mình là mình lấy cái sub bằng english tức là sub tiếng anh đó để mình đưa cho nó lên trên còn cái giọng việt của mình là mình ém nó xuống à, cái ý tưởng là như vậy đó anh em ha và thực tế ở đây là mình cũng đã là làm thử một cái test này đừng lại xa xôi mà chúng ta. <laughs> đây, sau một tiếng nữa mình sẽ lấy cái dọc này mình cho nó thấp hơn xíu được không? Đây nha, mọi người sẽ là bật cái song ngữ rồi lên nè, đó. Và mình sẽ bắt đầu mình quay thì ở đây là mình đã quay sẵn lại rồi. Đó thì mọi người cứ bật lên quay dùng điện thoại, dùng thiết bị quay gì đó cũng được. Được chưa? À, đây là cái video mà mình đã quay rồi nè. Mọi người nhìn nha. Trong cuộc hành trình diệu kỳ của con người, trí nhân, tệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo đã nổi lên như một ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm tối. Nói chung là anh em là cứ quay cho mình một cái đoạn là hét từ trên xuống dưới đi, được chưa? Nói chung là vấp cũng được không vấn đề gì cả. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ đem nó vào trong cấp kết. Phần 2 sắp xuất hiện rồi. Rồi bây giờ mình sẽ import những cái video mà hồi nãy mà mình đã làm rồi nha. Đấy. Import vào này. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ kéo cái này để nó ở bên góc nhỏ bên dưới này được chưa? Rồi và mọi người bật lại ở bên cái chat GPT là cái chỗ song ngữ này nè. Đó được chưa? cái câu này nó đến chỗ phần đêm tối đúng không? Ở bên kia mình cứ canh tới chỗ phần đêm tối ấy, thì mình sẽ chèn cái sub bên này vào. Bây giờ mình sẽ copy cái phần ở bên tiếng Anh này trước. Đó, rồi mình qua lại bên này. Đó, khớp đen tối rồi đúng không? Khớp đen tối rồi. Đó, tức là tới chỗ này. Thì bây giờ mình sẽ tạo cho nó một cái đó, mình sẽ là tạo một cái sub tới chỗ này đúng không? Ok, đó khớp chỗ này. Mình kéo dài này ra. Đó. Rồi, chỗ này mình sẽ kéo cho nó nhỏ lại xíu nha. Đấy. rồi bây giờ mình sẽ sub nè. mình sẽ dán cái 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 dòng mà hồi nãy mình mình vừa mới bỏ xuống này. Và ngay chỗ cái đoạn mà mấy dấu phẩy này thì mình nên xuống dòng một cái. Mình có thể là chỉnh ngay chỗ cái font size này, nhỏ nhỏ như vậy được rồi nha. Ok, sub thì mình để bên trên này đi. Đó, để cho nó không có đè cái cái phần này của mình. Mình sẽ để cho nó một cái nền gọi là nền đen đi. Đó, cái sub này này, đó. Đấy nha. Rồi và mình sẽ làm hết cho những cái khoảng về sau này nha. Rồi và bây giờ mình sẽ làm một cái bước rất là quan trọng là mình sẽ chuyển cái văn bản này thành cái giọng đọc bằng tiếng Anh nha. Thì bây giờ mọi người sẽ chọn hết cái này nè. Sau đó mọi người sẽ bấm vào text to speak nè. Đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ tìm cái giọng cho phù hợp nha. In the marvelous journey of humanity, artificial intelligence has emerged as a shining star in the dark night sky. Đấy. Cái giọng này mình thấy rất là thích nha. Đó thì mình sẽ lấy cái giọng này để làm cái phụ đề. Đó thì bây giờ là mình sẽ chọn hết tất cả mấy cái này được chưa? Sau đó thì mình sẽ chọn cái serious female này đó mình chọn này sau đó mình bấm Start reading, đó để cho nó tạo cái phụ đề này, đó thì nó sẽ tạo ra cái giọng âm thanh này, có mọi người thấy không? Rồi và bây giờ mình sẽ ghép các những cái phần này lại nha, ghép những cái phần này lại, rồi và mình sẽ chỉnh mấy cái đoạn này cho nó khớp nha, đó bây giờ mình sẽ chỉnh cái phụ đề này khớp cái đoạn này, đó mình sẽ chỉnh cho tụi nó khớp với nhau này. Thì để làm cho mấy cái này nó nó khớp ngay được vào cái nút này á, thì mọi người sẽ bật hai cái này lên nha, là nó sẽ tự động là, là khi mình căn chỉnh là nó sẽ khớp. Rồi và cái giọng bên này của mình á, tức là cái giọng việc của mình á thì mình sẽ cầm cái cục này cầm cái cục sống này để mình kéo nó xuống để cho nó nhỏ bớt lại đi. Rồi tới cái đoạn này mới hay nè. Đó thì bây giờ muốn cho nó có cái hiệu ứng là đánh chữ thì mọi người sẽ bấm vào cái chỗ là animation, mình sẽ chọn cái sub này nha. Sau đó mình sẽ bấm vào cái chỗ là animation này Đó thì ở đây nó sẽ có những cái hiệu ứng cho chữ xuất hiện này. Thì bây giờ mình sẽ làm cho nó có hiệu ứng như là đánh chữ á là typewriter này. Đó, mình sẽ bấm In đây. Và chỗ này mình sẽ chỉnh cái thời gian nha thì mình sẽ chỉnh cho nó xuất hiện trong khoảng tầm à, 4 giây đi. Rồi, cái này mấy giây. Artificial... Đó mọi người thấy không? Và ở đây mọi người thấy cái dòng này không? Nó tới đây nè. Đó mình có thể là kéo dài hơn để And cho là mar... cái thanh này nó dài ra. Đó, kéo hết marvelous... má luôn. Humanity, Đấy, rồi tiếp theo mấy cái này cũng tương tự nha. Kéo hết cái thanh này luôn. No... Rồi, bây giờ á, cái khâu cuối cùng là chúng ta sẽ đi tìm cái video phù hợp để mà lắp vào đây. Thì để làm được cái điều đó thì chúng ta cần phải có bản Canva Pro. Rồi và bây giờ trong cái giao diện của Canva đó, mọi người sẽ bấm vào cái mục là video. Đó. Nha. Và mọi người để ý nè. Ở trong này nó sẽ có rất là nhiều những cái template. Tuy nhiên là mình sẽ đi tìm kiếm cái mẫu video phù hợp cho cái chủ đề của mình. Với mọi người. Thì bây giờ mình sẽ qua lại bên cái phần đầu tiên này. Đó bây giờ mình sẽ xem thử coi. Ờ, trong cuộc hành trình kỳ diệu của người trí tuệ nhân tạo đã nổi lên như một ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm tối. Bây giờ cái từ khóa ở đây mình nên chọn là từ khóa trí tuệ nhân tạo nhé. Thì mình, thì mình sẽ là gõ trí tuệ nhân tạo này. Đó mọi người thấy không? Đó, bây giờ ví dụ như mình muốn lấy cái này đó mình bấm vào đó, Và bây giờ mình sẽ bấm tải cái video này về nha Và mọi người lưu ý là tất cả những cái video này đa số là Pro hết Cho nên là nếu mà muốn lấy được những cái video chất lượng như vậy á, thì mọi người cần phải mua cái bản quyền Thì rất may là hiện tại á, là mình đã tìm ra được một bên agency cung cấp cho mọi người bản Canva Pro Full tính năng luôn mà rất là rẻ Mọi người chỉ cần bỏ ra số tiền để mua trong bình của một tháng Bình thường có phải là mọi người mua ở trên website là dương nhớ là 289 ngàn trên một tháng nha còn ở đây thì mọi người mua ở bên agency này thì mọi người chỉ cần mua 245 ngàn và sử dụng mãi mãi về sau luôn. Nó rất là khác biệt nha. Và trong quá trình mọi người sử dụng nếu có vấn đề gì trục trặc thì bên agency sẽ bảo hành cho mọi người một đổi một luôn. Đó rất là tiện lợi. Khi mà Dương nói ra được cái điều như vậy tức là Dương đã đảm bảo cho mọi người rồi cho nên là anh em yên tâm vào ở trong cái group này. Và mọi người mua ngay cho mình một cái tài khoản để là nó hỗ trợ cho công việc của mọi người. Mình thấy là canva này là trong bất kỳ những cái trường hợp nào đều rất là hữu ích cho mọi người. Và cái việc lấy video ở đây thôi nó chỉ là một cái lợi ích của nó thôi. Ok quay lại vấn đề chính nha Rồi bây giờ mình sẽ tải video này về nè Đó mình sẽ tải nha Mình có thể lấy thêm vài cái sụt khác nữa cũng được nè Đó thích cái video nào thì lấy về cái video đó Rồi mình sẽ vào cái mục media này Mình import cái video mà nãy mình vừa mới lấy về Rồi vào mọi người lưu ý nè Bây giờ mình để như vậy thì cái mặt của mình đâu mất tiêu rồi Mình sẽ để cái đoạn video này ở bên dưới cái màn hình của mình nha Thì uh, bây giờ mình kéo xuống vầy thì nó không chịu xuống Tại vì uh, là cái chỗ này nó đang link với nhau đó, Thì mình sẽ tháo cái link này ra nha Tháo ra thì mình sẽ kéo cái này lên trên đó thì mình sẽ kéo cái này lên trên đó thì mọi người nhìn này nó thể đây cái mặt của mình nó đã ở bên trên rồi thấy không mình kéo mấy cái này lên trên hết kéo lên hết nha rồi mọi người xem xem cái hiệu ứng đó này đó thì mọi người thấy không như vậy là mình đã vượt ra được cái rào cản ngành ngôn ngữ rồi và mình có thể là đem những cái video như vậy mình đem mình chia sẻ trên youtube hay là bất kỳ những cái nền tảng nào để là có thể là đưa nó ra nước ngoài để là đánh cái thị trường nước ngoài thì cái dòng tiền nó sẽ về rất là nhiều Mọi người có thể thấy là ở trong một vài cái video trước đây á là mình đã có chia sẻ cho mọi người là ở một số cái những cái thị trường tiềm năng, ở một số những cái quốc gia thì cái số tiền được trả trên lượt view nó sẽ rất là cao. Nó cao hơn rất là nhiều so với việc mình làm ở Việt Nam. Đó, cho nên là cái việc mà mình đánh ra nước ngoài là nó rất là ngon. Và đây cũng là cái cách mà mình đưa cái sản phẩm của mình đi ra nước ngoài. Không biết nói gì nữa luôn. Đó, mọi người thấy không? Nó dễ... Yeah nó dễ thiệt luôn và sau khi mà chúng ta làm xong một cái đoạn video như vậy ở đây mình lười cho nên mình làm cái đoạn ngắn à chứ còn nếu mọi người làm nghiêm túc á thì mọi người sẽ làm hết cho mình một cái video uh, và chuẩn SEO cho nó chuẩn SEO cho nó sau đó thì mọi người sẽ export nó ra đó, và đăng lên là xong công nhận với mọi người là khi mà mình làm cái video này á, là mình sướng cái cả người luôn tại vì nó giải quyết được cái vấn đề mà trước đây mình đã rất là nhức nhối không biết làm như thế nào cuối cùng là mình cũng đã là tìm ra được một cái giải pháp rất là hay thì mình cũng mong rằng cái video này nó sẽ hữu ích cho tất cả những chị em nhà mình ờ, trong cái khâu làm hồi nãy giờ mà nếu như mà có một cái vấn đề nào mà chưa có thông suốt thì mọi người hãy comment ở bên dưới cái phần bình luận hoặc là đơn giản là mọi người thấy cái chia sẻ này là nó thú vị thì mọi người hãy cho mình một xíu động lực bằng một vài câu gì đó mọi người có thể là comment ở bên dưới để tương tác với mình và nhớ đăng ký kênh nha để trong những cái thời gian sắp tới mình sẽ chia sẻ nhiều hơn về cái chủ đề là kiếm tiền online mà xoay quanh về cái vấn đề là chúng ta sẽ làm ra nước ngoài như thế nào. Ok thì cái video này nó chỉ có đơn giản như vậy thôi à, thì mình cũng mong là mọi người sẽ đón nhận nó. Ok xin chào mọi người và chúc mọi người có được một buổi tối vui vẻ và mọi người hãy bắt tay làm ngay nha. Ok bye bye mọi người.